Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin chữa và một bộ mẹ con cái xin và một con cái anh Phút chữa nha các bạn. Đây trước mặt bạn là con cái xin nè. Đó, chừng móng hoàn thiện nè các bạn thấy không? Gù bật nè, lưng thẳng nè các bạn. Cao 1m25 bò. Đó, lưới nhì nha các bạn, 2 đôi răng nha, giá 29 triệu. Chữa 3 bê 4 tháng các bạn. Đó. Rũng nè. Vú đều hết rồi các bạn. Đuôi dài. Lưng thẳng. À, chân móng đồ là hoàn thiện nè các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Giá 29 triệu, chữa 3 bê 4 tháng, đang làm chữa lưới nhì. Cao 1m25 bò các bạn. Sai tích đồ nghiêm chỉnh các bạn, đỏ ao, không lan giá các bạn. Cái dàn rúng thấy cái tê người không các bạn. Đây con Angus nè các bạn. Y như con heo các bạn ơi, cái đầu nè, đầu như cái húng các bạn. Cái lưng như cái săn banh nè các bạn, vú đều nè, rúng nè. À, con cái Angus này chữa 3 bê 6 tháng các bạn. Giá 32 triệu, đang ngâm chữa lưới nhì luôn nha các bạn. Đang ngâm chữa lưới nhì luôn nha các bạn. Giá 32 triệu, cao 1m25 bò. À, Angus nhưng mà sái đúng nha các bạn. Angus nhưng mà sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng sò hoàn thiện nè. Vú đều nè. Rúng nè, yếm nè. Cái đầu như cái húng nè các bạn, đầu trụi nè. Lưng thẳng nè. Lưng đôi, lưng thẳng các bạn. Giá 32 triệu các bạn, giá 32 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. À, cái lưng các bạn thấy không? Cái rúng nè. Chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Móng sò hoàn thiện hết. Giá 32 triệu các bạn. Cái anh Good chữa 6 tháng 3B. Đó, qua nè các bạn thấy không? Cậy đuôi chà bá luôn các bạn. Đó. Đầu đít bằng y nè các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện, đầu đít bằng y các bạn. Chữa 6 tháng 3B giá 32 triệu các bạn. Sai đúng, cao 1m25 bò. Bộ mẹ con này các bạn. Bộ mẹ cũng cao 1m25 bò luôn các bạn. Bộ mẹ cao 1m25 bò luôn các bạn. Dẫn cái 3B là lưới thứ 3 các bạn. Đó, bò mẹ nè các bạn không? Dàn rúng chèn nè các bạn không? Từ vú tới ngực luôn các bạn, rúng chèn. Đó, chân kiền khú. Không lan nha các bạn. Lưng thẳng nè các bạn không? Đó. Dẫn cái 3B. À, dẫn cái 3B được một tháng 20 ngày các bạn. À, dẫn cái 3B được một tháng 20 ngày. À, giá 34 triệu các bạn. Cái 3B nè các bạn không? 3B. 3B bông nè các bạn không? Chân móng đồ hoàn thiện luôn các bạn. 3B dòng F1 sau này các bạn có thể để giống được luôn nha các bạn. Đó, lưng thẳng nè các bạn không? Đầu nè, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. À, giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. À, giá 34 triệu. Sải tích đồ bà mẹ là nghiêm chỉnh hết, rúng rồi rúng chèn nè các bạn. Đuôi dài rúng chèn, chân móng sò kiên khú. À, yếm nè, yếm dày rúng chèn nè bạn không? Từ vú tới ngực luôn, từ vú tới yếm luôn các bạn thấy không? À, cao 1m25 bò. Cao 1m25 bò dẫn cái 3B được một tháng 20 ngày các bạn. À, bò mẹ này mát sữa cực kỳ các bạn. Cái 3B uống nút các bạn ơi. Cái 3B cái bên uống nút nè các bạn. Dẫn cái 3B là lứa 3 nha các bạn. Cái 3B dòng F1 sau này các bạn có thể để giống được các bạn. À, giá 34 triệu các bạn. Giá 34 triệu bộ mẹ con này các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. À, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của anh Ngon. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, quà đen, đuôi dài. Quà đen đuôi dài. Cái 3B có rúng luôn các bạn. U nút các bạn, tháng 20 ngày mà u nút luôn các bạn thấy không? Cái bầu sữa hết biết luôn các bạn. Mát sữa các bạn. Mát sữa. Giá 34 triệu các bạn. Giá 34 triệu. À, mẹ cao 1m25 bò các bạn. À, bò mẹ dẫn cái 3B lứa thứ 3 các bạn. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Còn cái này các bạn không? Quyền bò cực kỳ không? Rúng dày yếm dày nè. Chân móng hoàn thiện nè. 29 triệu các bạn. Đang ôm chữa lưới nhì các bạn. Chữa 3B 4 tháng. 29 triệu. Gu bật luôn. Lưng thẳng gu bật nè các bạn thấy không? Rúng dày yếm dày nè. 29 triệu các bạn. Lưới nhì. Cao 1m25 bò.
giá 29 triệu, chữa 3B 4 tháng các bạn. Chân móng được hoàn thiện hết các bạn, chân móng được hoàn thiện hết, rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Giá là 29 triệu các bạn, 29 triệu. Đỏ ao các bạn, đỏ ao à, vú đều hết các bạn ơi. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Anh ngon á, mình comment dưới màn hình video các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đó. Yếm dày cui các bạn không? Rúng rúng dài các bạn. Yếm dày rúng dài lưng thẳng. Mẫu Bombay các bạn, con này mẫu Bombay. Giá 29 triệu các bạn, giá 29 triệu. 4 tháng 3B, chữa 4 tháng 3B. Bao chữa bao khám các bạn. Anh em gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Đây cái anh Good nè các bạn. Cái anh Good thì cao 1m25 bò. Giá 32 triệu đang ngâm chữa lứa nhì 6 tháng. Sải đúng luôn nha các bạn. Sải đúng luôn nha. Chữa 3B 6 tháng các bạn. U nút rồi các bạn không? Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Chân móng hoàn thiện các bạn. Anh Good là sau này nó nuôi con cực kỳ giỏi luôn các bạn. Giá 32 triệu, cao 1m25 bò. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.